Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Quỳnh Nhai phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung sau. Mở đầu là phóng sự Quỳnh Nhai đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Cuối chương trình có phóng sự phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trên lòng hồ thủy điện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai ngày càng phát triển rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người dân, tăng cường tình đoàn kết trong các khu dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hướng tới mục tiêu nâng cao số lượng người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Hàng năm, huyện Quỳnh Nhai đều chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn gắn với phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong đó, một trong những giải pháp được huyện quan tâm thực hiện là đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, giúp cán bộ và nhân dân hiểu rõ lợi ích thiết thực của việc tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Xã Mường Giàng có 14 bản xóm với 2.821 hộ. Trên địa bàn xã có 33 câu lạc bộ thể dục thể thao. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của xã tăng dần qua các năm. Đến nay, có 1.066 gia đình được công nhận gia đình thể thao, đạt tỷ lệ 37,7%. Để thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân ngày một phát triển, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân lựa chọn tập luyện các môn thể thao phù hợp, tăng cường rà soát, phối hợp với các bản xóm, nắm nhu cầu thực trạng phát triển phong trào thể thao ở cơ sở, từ đó thành lập và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể thao, đồng thời quan tâm chú trọng xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo nhu cầu tập luyện. Câu lạc bộ bóng chuyển hơi liên xóm xã Mường Giàng được thành lập từ năm 2018 đến nay. Câu lạc bộ có gần 30 thành viên luôn duy trì tập luyện hàng ngày và được các cơ quan đơn vị tạo điều kiện về sân bãi, địa điểm để luyện tập. Ngoài tham gia các giải thi đấu do xã, huyện tổ chức nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, câu lạc bộ còn chủ động tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ khác trong và ngoài huyện, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, giúp các thành viên rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Câu lạc bộ chúng tôi thì đã hoạt động cũng rất là nhiều năm rồi, già có, trẻ có. Và điều quan trọng nhất là được rèn luyện sức khỏe này và được giao lưu với các đội bạn trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Như là đợt vừa rồi chúng tôi cũng có tham gia các giải ở huyện Mai Sơn, ở Yên Châu. Và không những thế thì trong câu lạc bộ cũng luôn luôn là sinh hoạt cũng như là giao lưu với nhau thường xuyên. Từ đó chúng tôi cũng rèn luyện sức khỏe và cảm thấy rất là phấn khởi khi có sân chơi bóng chuyển hơi này. Hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có 86 câu lạc bộ thể dục thể thao. Tổng số hộ được công nhận gia đình thể thao là 4.578 hộ, đạt tỷ lệ 28,5%. Để phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, lan tỏa trong nhân dân, hàng năm Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Quỳnh Nhai tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều giải thể dục thể thao, phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân, như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, giải chạy Việt dã và các trò chơi dân gian. Qua các giải đấu đã góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao, bổ sung lực lượng vận động viên chất lượng cao cho đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp của huyện. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tham mưu thành lập các đoàn vận động viên tham gia giải thể thao trong và ngoài tỉnh, như giải thi đấu các môn thể thao dân tộc Mừng Đảng Mừng Xuân, giải thể thao người cao tuổi, giải bơi thiếu niên nhi đồng, giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Sơn La, tham gia lễ hội đua thuyền đuôi én xã Mường Lây, giải đua thuyền huyện Nậm Nhùn tỉnh Điện Biên, tham gia thi đấu giải bóng chuyền da mở rộng huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu, với tổng số gần 200 lượt vận động viên tham gia. Để phong trào rèn luyện thể dục thể thao đi vào chiều sâu, từng bước nâng cao chất lượng và có hiệu quả, hàng năm Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn và tổ chức các giải thể thao như giải chạy Việt dã, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong thời gian tới,
trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước đưa việc luyện tập thể dục thể thao trở thành thói quen hàng ngày của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, từ đó góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao thể chất của nhân dân. Với mục tiêu khuyến khích, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho hoạt động thể dục thể thao. Qua đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, là huyện trọng điểm về công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La, trong những năm qua, cùng với việc tập trung ổn định dân cư, huyện Quỳnh Nhai đã có những bước đi đúng đắn trong định hướng cho nhân dân, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi, đánh bắt thủy sản gắn với phát triển du lịch. Đến nay, định hướng này đã phát huy được tính hiệu quả thiết thực. Số lượng lồng cá nuôi của các hợp tác xã thủy sản ngày càng tăng, sản phẩm được chế biến từ cá sông Đà Sơn La đã trở thành các sản phẩm ô cốp tiêu biểu của huyện, của tỉnh. Cuộc sống người dân đang dần đổi thay, góp phần tạo tiền đề vững chắc để huyện Quỳnh Nhai vững tin trên chặng đường về đích huyện nông thôn mới năm 2025. Với diện tích nuôi trồng thủy sản 275 ha và diện tích lòng hồ hơn 10.500 ha, từ tháng 10 năm 2010, huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Trung tâm Nuôi giống Kỹ thuật Thủy sản tỉnh Sơn La tiến hành nuôi thí điểm mô hình cá lồng tại xã Trình Bằng theo nguồn vốn hỗ trợ sản xuất 30A của chính phủ. Đây là mô hình khởi điểm thành công đầu tiên áp dụng thí điểm cho 20 hộ dân tái định cư xã Trình Bằng. Năm 2010-2011, khởi nguồn từ 3 hợp tác xã thủy sản đầu tiên, đến nay huyện Quỳnh Nhai đã có gần 30 hợp tác xã thủy sản đang hoạt động có hiệu quả với tổng số hơn 4.500 lồng cá và hơn 300 thành viên tham gia. Tổng sản lượng nuôi thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 926 tấn, trong đó sản lượng cá nuôi 661 tấn, sản lượng tôm cá đánh bắt 265 tấn. Đối với nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Quỳnh Nhai là một trong những ngành xác định là ngành là lĩnh vực chính trong ngành nông nghiệp phát triển nông thôn. Để duy trì phát triển cái ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện thì phòng cũng đã tham mưu cho ban huyện cũng rất là nhiều cái loại văn bản. Thứ nhất là để phát triển bền vững, thứ nhất là duy trì cái số lượng lồng hiện tại hiện có của hợp tác xã, duy trì phát triển ổn định, và thứ hai nữa là tăng cường công tác xây dựng thương hiệu nhãn hiệu và xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm. Và ngoài ra thì cũng tuyên truyền vận động các hợp tác xã là và các doanh nghiệp là bổ sung và xây dựng các cái cơ sở sơ chế chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mà từ đó thì sẽ nâng cao chất lượng cá cũng như là đảm bảo cái phát triển bền vững cái thủy sản trên địa bàn huyện. Tính đến nay, sau 14 năm đầu tư mở rộng quy mô nuôi thủy sản, từ chỗ chỉ có 20 lồng cá thí điểm ban đầu ở xã Trình Bằng, đến nay toàn huyện đã phát triển lên hàng nghìn lồng cá với nhiều chủng loại cá được thị trường ưa chuộng như chấm cỏ, chép, cá lăng, rô phi, nheo. Đây là những giống cá có khả năng thích nghi với điều kiện về khí hậu, nguồn nước sông Đà và mang lại giá trị kinh tế cao. Trở lại thăm gia đình ông Lò Văn Gặn, bản Co Chạm, nay là bản Bung Én, xã Trình Bằng, là một trong những hộ gia đình đầu tàu trong thực hiện thí điểm nuôi cá lồng trên sông Đà. Trong câu chuyện cởi mở, ông tâm sự, nhờ có Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, cuộc sống của người dân tái định cư trong xã đã có nhiều đổi thay. Ông cho biết, 14 năm trước, lúc di dân từ lòng hồ sông Đà lên nơi ở mới, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ông đã vận động bà con nhân dân tham gia vào hợp tác xã thủy sản Trình Bằng. Quá trình nuôi thủy sản đã đúc rút cho ông và các thành viên trong hợp tác xã nhiều kinh nghiệm quý báu trong chăm sóc phòng bệnh cho cá. Hiện nay, hợp tác xã thủy sản Trình Bằng có 46 thành viên đang nuôi 460 lồng cá. Với các loại cá đặc sản như cá lăng, cá nheo, cá chấm, chép, cá rô phi, sản lượng cá hàng năm đạt 60 tấn trên năm. So với nuôi gia súc gia cầm, nuôi cá có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, để nghề nuôi cá phát triển bền vững, người dân và các hợp tác xã cũng mong muốn tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp để mở rộng quy mô chăn nuôi,
hỗ trợ con giống và tham gia chuỗi liên kết nuôi, tìm đầu ra ổn định, tiêu thụ sản phẩm. Hộ gia đình tôi thì trước thì từ bản thân tôi thì người nông dân làm ruộng lúa nương, bây giờ thì từ có thủy điện Sơn La tích nước lên từ năm 2010, hộ gia đình tôi chuyển nghề thay đổi trồng trọt, giờ hộ gia đình tôi chăn nuôi trồng thủy sản, làm đồng cá từ năm 2010 đến nay, hộ gia đình tôi đã đang phát triển đồng cá. Từ đấy thì hộ gia đình tôi thì bàn bạc thống nhất với anh em và bạn bè để thành lập hợp tác xã. Đến năm 2012 thì chúng tôi bàn bạc thống nhất và xã đã tổ chức để cho chúng tôi thành lập hợp tác xã. Từ năm 2012 chuyển sang nghề nuôi cá thì là hợp tác xã tôi thì trước thì có 8 hộ nghèo, bây giờ đến thời điểm bây giờ thì hộ thoát nghèo hết. Cũng như gia đình ông Khạn, hộ ông Lềm Văn Kiểm đã tham gia nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà từ năm 2012 đến nay. Ông cho biết khởi đầu nuôi cá gặp rất nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, chưa được tham gia lớp tập huấn và tiếp cận các quy trình nuôi nên cá sinh trưởng và phát triển chậm. Cá thường xảy ra dịch bệnh, gây lo lắng cho người chăn nuôi. Nhưng với quyết tâm và ý chí vươn lên làm giàu, ông Kiểm tích cực tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm nuôi cá lồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham quan các mô hình điểm trên địa bàn. Nắm được kinh nghiệm nuôi cá, ông mạnh dạn đầu tư mở rộng lồng bè, huy động các con cùng tham gia để phát triển kinh tế. Năm 2014, ông tham gia hợp tác xã và trở thành thành viên hợp tác xã thủy sản Bản Bung, xã Trình Bằng. Đến nay, gia đình ông Lềm Văn Kiểm đã nhân rộng lên 12 lồng cá với đủ các loại cá như lăng, chấm cỏ. Ông cho biết thức ăn cho cá cũng dễ kiếm, ngoài thức ăn hỗn hợp cho ăn lúc mới thả, các hộ gia đình có thể cho cá ăn bằng cỏ voi, thân chuối, rau xanh, tôm tép và cá tạp trên sông. Qua mỗi vụ xuất bán cá, gia đình cũng thu nhập khoảng 80 đến 100 triệu đồng. Lúc trước thì khó khăn, bây giờ thì thời gian di dân tái định cư thì điển Sơn La thì nước ngập lên là làm lồng cá. Bây giờ so với là lồng cá thì phát triển hơn cái làm nương giấy ạ. Nhưng mà nuôi cá thì phát triển rất cao, con to. Nói ra thì nuôi con cá thì cá chấm là phân thăng quả hơn. Trước kia là chưa di dân tái định cư, làm ruộng làm nương, từ cây lúa đến cây nương ngô nương sắn, nhưng mà từ đấy là vì thủy điện Sơn La đấy thì chúng tôi thì cũng thấy là lòng hồ là rất là phong phú và đa dạng, thế chúng tôi thì tự nhiên là cũng tìm hỏi và con anh em ở ngoài tỉnh xã thì trước kia tôi cũng làm thử xem là 1-2 đồng cá, thế thì bà con ở trong bản ấy mới là cái thành viên của hợp tác xã là cũng nâng cao lên. Từ những lợi thế về điều kiện tự nhiên, hiện nay huyện Quỳnh Nhai đang khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư mua tàu thuyền, cá giống, mở rộng quy mô nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà để tạo công ăn việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập. Trọng tâm thực hiện tại các xã dọc sông như Mường Giàng, Trình Bằng, Mường Chiên, Trình Ơn, Pá Ma Pha Khinh, Ca Nàng, Mường Dại và Trình Khoang. Nghề nuôi cá lồng trên địa bàn xã Trường Bằng hiện nay chính là một trong những ngành nghề chính của người dân trên địa bàn xã Trường Bằng. Hiện nay xã có 13 hợp tác xã thủy sản đang hoạt động với 2.648 lồng cá để nghề cá phát triển ổn định, thu nhập cho người dân. Thời gian qua, Ủy ban nhân xã đã tích cực vận động bà con nhân dân nuôi trồng thủy sản theo quy định, xây dựng các sản phẩm nông sản từ cá cung cấp cho thị trường. Nhờ nuôi cá lồng mà cuộc sống của người dân đã ổn định và phát triển. Có thể thấy, việc người dân tái định cư đầu tư vào phát triển thủy sản trên quê hương mới đã dần khẳng định được tính hiệu quả trong nuôi cá lồng, dần thay đổi cách nhìn, nếp sống cũ trong nhân dân. Người dân được tiếp cận những tiến bộ khoa học trong nuôi trồng thủy sản, hình thành các sản phẩm ô cốp từ thủy sản, tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình. Đây chính là tiền đề quan trọng giúp Quỳnh Nhai thực hiện hiệu quả tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng xã huyện nông thôn mới. Quý vị và các bạn thân mến, trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Quỳnh Nhai phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.